để các bạn những ngôi mộ nằm dưới nước chung những cái gần cây này. Hôm nay thì Lâm làm một cái điểm cắm trại tại chỗ này để thử thách bản thân mình. Nhưng mà Lâm thấy chưa sót cho những ngôi mộ này. Có thể người đời có thể bỏ ra thời gian ăn uống và nói chuyện tám với nhau 5-10 tiếng, 6-7 tiếng cũng được. Nhưng mà người đã khuất đi rồi, có lẽ họ đã quên đi tất cả những công ơn, những kỷ niệm ngày xưa, cho nên họ mới để những ngôi mộ thế này nằm giữa nước và giữa rừng cây như thế này đây các bạn. Thật sự là quá thua sót các bạn. Hôm nay Lâm sẽ dắt các bạn đi thử thách một điểm gần như thế này nè các bạn. Mà thật sự ở trong đây những ngôi mộ rất là nhiều. Để một chút xíu Lâm sẽ quay cho các bạn thấy ngôi mộ đang ở trong cái khu rừng này. Chào các bạn, lại là Lâm đây. Vô tình Lâm có được một vị khách mời đi ăn đám giỗ, cho nên Lâm quyết định sẽ làm một cái clip cắm trại là như thế này. Ở đây là những ngôi mộ bị rừng cây phá lấp và nằm như thế này. Lâm nhìn thấy cái cảnh tượng này rất là chua xót cho những người đã nằm xuống. Không biết con cái hoặc là gia đình ở đâu mà không lại để mà sửa sang những cái ngôi mộ như thế này. Đây các bạn. Có thể Lâm làm xong, Lâm có thời gian Lâm sẽ chặt guồng bớt những cái phần này để cho nó chống đi bớt nha các bạn. Ở trong đây thì nó rất là nhiều. Thì chung một cái tiệc đám giỗ đãi rất là lớn, cả mấy chục bàn. Thì vô tình Lâm gặp một đứa bé, Lâm mới hỏi con đi đâu về. Nó con đi thăm mộ ông nội về. Hỏi mộ con, ông nội của con gần đây không? Đứa bé mới nói là cách xa đây khoảng chừng 200 mét, chỉ đằng cái đám lùm mình bên phía bên kia. Thì Lâm vô tình mới đi tới. Thì Lâm thấy hồi ôi, mộ gần cây bích bùng nằm ở dưới một cái vũng nước. Mà ở trong nhà thì tổ chức một cái đám tiệc rất là lớn để mà kỷ niệm ngày ông ta mất đi, ông nội mất đi. Lâm mong rằng Lâm làm cái video này để gửi đến tất cả các bạn bè và đại gia đình chúng ta. Trước khi mình làm một cái đám tiệc gì đó, hãy nhớ tới nơi ông bà cha mẹ mình nằm có sạch sẽ hay không, hay là bị rừng cây cỏ bao phủ xung quanh, rồi mình làm những cái đám tiệc này để đãi ai. Kính mong cộng đồng mạng và đại gia đình, nếu Lâm nói có gì sơ sót, mong rằng thông cảm. Vì lẽ đó mà Lâm quyết định làm một cái video này gọi là thử thách bản thân. Lâm sẽ đến tại những ngôi mộ này cắm trại và tự làm cái trại để cho mình thử thách bản thân, vượt qua nỗi sợ. Cái thứ hai là muốn gửi đến đại gia đình chúng ta, hãy nên nhớ rằng một điều, khi người đã ra đi rồi cũng phải giữ gìn xung quanh sạch sẽ và an toàn là điều tốt nhất, chứ không thể nào đãi đám linh đình 5-10 bàn nhưng mà chung cái ngôi mộ. Đến ngôi mộ thì đối với Lâm thì nhìn thấy rất rớt nước mắt, vì cây cối nước ngập tùm tùm, không ai sửa sang, không ai tới, cũng để làm gì, cũng cho ai ăn. Và để chảy bình niệm qua cái cuộc sống, qua vượt qua nỗi sợ hãi, thì Lâm quyết định sẽ làm một cái trang trại để thử thách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình tại khu vực này. Hôm nay thì Lâm có đem theo một cái 12 cơ ngục. Ở khu vực này có cái hồ nước, có thể Lâm tự kiếm cá và xây dựng trại nơi đây để tự kiếm sống trong vòng 24 tiếng đồng hồ để thử thách bản thân mình nha các bạn. Mong rằng các bạn hãy theo dõi và ủng hộ và đăng ký cho Lâm, xin một cái like và một cái đăng ký. Giờ Lâm xách cái hai cửa ngục nè, đem đặt nè các bạn, để kiếm mồi trong tối đêm này.
đây là 12 cửa ngục các bạn. À, có sách tiếp theo. Bây giờ em phải đặt con ma bỏ vô. À, khúc này Lâm xin phép Lâm tắt máy chút xíu các bạn. Tại khúc này xuống dưới nước Lâm phải vũ sách đi à, cho nên là các bạn có tiện dòm đó, dòm thì nổi bù lạch mắt chứ. Trải nghiệm qua cái thử thách và giống như cuộc sống hoang dã thì Lâm sẽ xây một cái trại gần sát bên ngôi mộ ngập nước và gặp đầy rừng cây ở đây, xây cũng y chang vậy, gọi là ngụy trang giống như là thời chiến tranh ngày xưa mà những người hành quân đã xây một ngôi nhà gọi là ngụy trang, máy bay địch dòm không biết được nha các bạn. Hãy theo dõi Lâm sẽ làm. Lâm sẽ xây trại chỗ này các bạn.
muốn làm được cái cảnh mà dạng mà bí mật về Phú Mệnh đó các bạn. Nhưng mà tại vì mỗi lần Lâm đi cắm trại thì nó thích hợp hơn, những và giờ mình làm vậy cũng thích hợp hơn đối với ông bà đang nằm dưới đây, thì mình cũng nằm y chang vậy. Mong rằng các bạn hãy theo dõi và ủng hộ cho Lâm nhé. Bây giờ Lâm xây sắp xong, một chút xíu nữa Lâm sẽ đi dạ kiếm 12 cái ngục và chín cái về nướng. Nhưng mà sáng Lâm đi kìa, Lâm quên đem cái miếng chải ngủ rồi. Đem có tấm áo mưa thì lót cái chển rồi, không biết tối nay chắc ngủ lạnh lắm các bạn ơi. Cũng cố gắng. Sau mấy tiếng đồng hồ lục đục thì bây giờ cũng xong cái nơi trú ẩn rồi các bạn. Lâm che như vậy để cho bớt đi cái gió tạt vô, đã tối mình lạnh đó các bạn. Nhưng mà đều không đúng cái tối hôm nay Lâm quên đem theo cái chăn đắp rồi. Tối hôm nay chắc phải chặt cầu lá để mà lót ngủ các bạn ơi. Bây giờ Lâm cái này là cái bàn, Lâm sẽ chặt cái này Lâm lót để một chút xíu có cá thì mình nướng ăn các bạn. Nướng ăn mình lót trên cái tàu lá này các bạn. Giờ Lâm sẽ xuống thăm 12 cửa ngục coi có cá không nè. Nếu mà không có cá là lọ đi ra ngoài đường là xa lắm, mua đồ ăn là xa lắm á. Để Lâm xuống. Chỗ này là phải tắt máy các bạn ơi. Các bạn vô được mấy con cá phi cái gì nè. Sao mà đặt cái mồi này phải đậu vô cá phi không các bạn? Kiếm con cái gì ngon ngon thấy ta. Bữa nay mệt quá gia đình đây, để gia đình đây làm cái chòi giữa trời nắng bê quá trời bê. Từ có con nè, con cua biển bự. Có một con cá này chết rồi cả nhà. Đây cà phê, cà phê, cà phê không cả nhà. Gặp được con tôm. Rồi cũng đủ ăn cả nhà, ăn nguyên đêm nay chắc cũng không hết đâu. Có cá bóng cát. Rồi bây giờ đi nhóm lửa nướng thôi cả nhà. Hôm chín mời các nhà cùng ăn nha. Trời ơi, gì dữ trời. Muốn gì thì nói chứ đang tính mời các nhà ăn tôm ông bà này làm việc mình vậy ta. Con đâu có biết ngại, có gì cứ nói ông bà, đừng làm con việc mình vậy. Nhưng chung có đám gần ngay chỗ cái mấy cái mã này nó gùng quá trời gùng các bạn.
Mà ở đây thì không có nhà cửa, nghe tiếng kêu cọt kẹt giống như là đang cạ nóc nhà, cạ nồi son vậy nè. Rồi thì để Lâm xịt đèn pin Lâm coi cái này nha. Nãy rung kinh dữ rồi sao giờ im lặng vậy ta. Cả nhà thấy không, chắc định hù Lâm á, bây giờ Lâm vô ăn tiếp, đổi vết mồi tới giấc này. Bữa nay không có đem cái tấm đắp lại á, cũng ở đây muỗi hơi nhiều, hôm nay cũng đem chai sức beo đem theo nữa các bạn, ngủ hôm nay cũng hơi khó, mà sáng chắc Lâm về sớm, nãy giờ cũng y đụng điều y đụng, nhưng mà trời sáng trăng sao im lặng hết trơn, có thể Lâm ngủ được các bạn. Cái thứ nhất là Lâm có vấn đề mà biết nghĩ biết sợ với gì đó, cái y đụng thoải mái, nhưng mà Lâm ngủ thì lúc nào lúc cái này cũng là bạn của Lâm hết, nãy ăn uống còn rất lum chứ. Giờ Lâm xin phép Lâm ngủ và cũng chúc các bạn ngủ ngon, một đêm thật ngon giấc và tràn đầy năng lượng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ tinh thần cho Lâm nha.